Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 17, từ câu 26 đến câu 37. Và cũng như thời ông Noê, sự việc đã xảy ra cách nào, thì trong những ngày của con người, sự việc cũng sẽ xảy ra như vậy. Thiên hạ ăn uống, cưới vợ lấy chồng, mãi cho đến ngày ông Noê vào tàu và nạn hồng thủy ập tới, tiêu diệt tất cả. Sự việc cũng xảy ra giống như vậy trong thời ông Lót. Thiên hạ ăn uống, mua bán, trồng trọt, xây cất. Nhưng ngày ông Lót ra khỏi Sơ-đôm, thì Thiên Chúa khiến mưa lửa và diêm sinh từ trời đổ xuống tiêu diệt tất cả. Sự việc cũng sẽ xảy ra như thế, ngày con người được mặc khải. Ngày ấy, ai ở trên sân thượng mà đồ đạc ở dưới nhà thì đừng xuống lấy. Cũng vậy, ai ở ngoài đồng thì đừng quay trở lại. Hãy nhớ chuyện vợ ông Lót. Ai tìm cách giữ mạng sống mình thì sẽ mất. Còn ai liều mất mạng sống mình thì sẽ bảo tồn được mạng sống. Thầy nói cho anh em biết, đêm ấy hai người đang nằm chung một giường thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại. Hai người đàn bà đang cùng nhau xây bột, thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại. Hai người đàn ông đang ở ngoài đồng, thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại. Các môn đệ lên tiếng hỏi Đức Giêsu: Thưa Thầy, ở đâu vậy? Người nói với các ông: Xác nằm đâu, diều hâu tụ đó. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vẫn thường nói cuộc sống vô thường. Chữ vô thường này chúng ta tạm hiểu là cái gì đó không chắc chắn về kiếp người. Ta hay áp dụng điều này cho sự sống chết của chúng ta. Nay sống, mai chết. Mọi sự vô thường, không gì chắc chắn. Nguyên lý bất định khoa học và sự vô thường của kiếp nhân sinh nói với chúng ta điều gì? Chúa Giêsu dẫn chúng ta đi đến một giới hạn mà không ai muốn đến. Nghĩa rộng của nó, đó là ngày tận thế. Nghĩa hẹp của nó là ngày kết thúc kiếp nhân sinh của mỗi chúng ta. Chúng ta không có kinh nghiệm về cái chết, nhưng chúng ta đủ trải nghiệm để biết kiếp nhân sinh này vô thường, nay sống mai chết. Ngày tận thế là cái gì đó ghê gớm, rùng rợn theo mô tả của văn chương khải huyền. Nó kết liễu mọi thứ bằng cuồng phong, bão tố, động đất, sóng thần, núi lửa. Những điều đó ít khi con người chứng kiến cùng một lúc xảy ra. Nhưng chúng ta đủ thông tin để đoán biết sự khủng khiếp nó quét qua nhân loại và nó kết liễu cuộc sống con người. Yếu tố bất ngờ là nó xảy đến ngoài dự đoán của chúng ta. Giống như các môn đệ hỏi Chúa Giêsu, nó xảy ra khi nào? Cuộc sống chúng ta là một dãy các chuỗi bất ngờ. Nguyên lý bất định cũng giống như tính bất ngờ mà chúng ta không chắc chắn được điều gì. Chúng ta đủ kinh nghiệm để trả lời cho vấn nạn đó. Tuy nhiên, trước sự lo lắng hoang mang của các tông đồ, Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta cách sống bình an trước những thử thách cực độ đó. Ai lo giữ mạng sống mình thì sẽ mất. Còn ai liều mất mạng sống mình thì sẽ bảo tồn được nó. Ai ở đâu thì ở đấy. Ai làm việc gì thì cứ làm. Vì nó xảy ra ngoài dự đoán của chúng ta, nên không phải bận tâm về ngày đó. Cái bận tâm của chúng ta là sống giây phút này thế nào? Chúng ta khư khư lo giữ mạng sống mình
hay chúng ta liều mất mạng sống mình vì người khác. Chính điều đó quyết định sự sống còn của cuộc sống chúng ta. Thế nên giây phút hiện tại và ý nghĩa của nó là chọn lựa sống ý nghĩa của chúng ta hay là cái gì khác. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết sống giây phút hiện tại thật ý nghĩa. Sống cho Chúa và cho anh em. Sống vì sự sống vĩnh cửu của mỗi người chúng con mai này. Amen.